Mến chào các bạn đã tới với câu chuyện Phi Lai Hoành Khuyển của tác giả Vũ Chết, tập cuối cùng phiên ngoại 3, hoàn thành câu chuyện. Ngày hôm nay, Phương Trì dậy muộn hơn so với ngày thường, gần trưa rồi mới dậy khỏi giường, nhưng vẫn kiên trì ra ngoài chạy bộ một vòng, rồi qua nhà ông nội ăn ít đồ lót dạ. Sau đó dẫn theo Tiểu Tử chậm rãi đi dọc bờ sông. Tiểu Tử giờ đã lớn tuổi, không thể chạy nhảy như trước đây nữa, nhưng vẫn không muốn ở nhà nằm sấp tắm nắng, cho nên chỉ cần có thời gian Phương Trì sẽ dẫn nó ra ngoài đi dạo. Đi dạo xong Tiểu Tử không chịu về nhà, Phương Trì không thể làm gì hơn là dẫn nó đi theo tới nông trường. Biển hiệu của nông trường rất lớn, hai chữ Vi Đảo từ thật xa đã nhìn thấy được. Hai chữ này là Tôn Vấn Cử viết, tranh và chữ trong nông trường cũng đều là lúc Tôn Vấn Cử rảnh rang, không có việc gì thì viết vẽ. Còn có đủ loại đồ gốm, cái lọ, cái đĩa, đồ trang trí. Phương Trì mỗi lần nhìn thấy đều sẽ hãnh diện trong lòng. Hôm nay là ngày cuối tuần, khách tới rất đông. Thời điểm này ngoài cửa cũng đã bùng ra chừng 7-8 chiếc xe. Phương Trì nhìn lướt qua, một con xe trong đó cậu thấy rất quen mắt. Nhìn liếc mắt qua biển số xe, cậu lập tức sợ hết hồn, tóm lấy một người phục vụ nhận được mặt bà Tôn Phấn Cử lại. Xong cô lại tới đây. Vừa đến nói là tiền đường tới xem, phục vụ cũng gật đầu, chỉ dẫn theo tài xế, không dẫn theo ai khác. Trong tâm trạng ông cụ thế nào? Phương Trì hỏi. Không nhìn ra được, người phục vụ cũng gãi đầu. Ông cụ quanh năm đều có vẻ mặt kia mà. Sức quan sát của cái cậu này. Phương Trì lại thở dài, đi nói với nhà bếp làm cơm trưa theo khẩu vị của ông cụ, không có thức ăn thì đi mua ngay. Vâng, nhân viên phục vụ gật đầu rồi đi ra ngoài. Phương Trì trở về phòng thay sang bộ quần áo khác, rồi đi nhanh về phía phòng làm việc. Ngày hôm nay trong phòng làm việc mở lò, Tôn Vấn Cử đã ở bên kia tới mấy ngày rồi, ông cụ tới chỉ có một mình cậu tiếp đón. Nông trường làm được mấy năm rồi, má cho tới năm ngoái Phương Trì tốt nghiệp mới qua giúp đỡ. Ông cụ một năm cũng chỉ đấy có 3-4 lần, bình thường cậu còn không được. Tuy rằng lúc trước đó Phương Trì đến nhờ ông cụ đầu tư, ông cụ vẫn đồng ý mà từ trước tới giờ đều tỏ vẻ cái kiểu nông trường làm ra màu văn vẻ, công thức này cũng không có trọng. Nhất là từ sau khi tốt nghiệp, Phương Trì lại mở lều núi ngoài trời ăn theo nông trường, ông lại càng cảm thấy chẳng ra ngô ra khoai, rất không vừa lòng. Có điều Phương Trì biết tại sao lần này ông cụ lại tới. Cũng biết tại sao ông tới chỉ là không nghĩ tới ông cụ, lại không gọi điện thoại báo trước Tôn Vấn Cử tiếp đón. Lúc đi vào trong phòng làm việc, ông cụ cũng đã tự mình rót ấm trà, ngồi bên cửa sổ. Bác, Phương Trì đi qua rót trà cho ông, sao bác lại tới cũng không gọi điện thoại trước? Phòng làm việc này sửa lại hả? Ông cụ hỏi. Vâng, 2 tháng trước làm, Tôn Vấn Cử nói là thay đổi phong thủy, thay đổi tâm trạng. Phương Trì ngồi xuống bên cạnh ông cũng rót cho mình chén trà. Bác thấy thế nào? Không là sao? Ông cụ hừ một tiếng, thừa tiền thì đi chọn cái văn phòng lắp đèn nhấp nháy mỗi ngày một màu thay phiên. Anh ấy tự trang trí không tốn tiền gì, mảnh gỗ vật liệu này đều là cháu lên núi làm, cái đèn mây che đan kia cũng là anh ấy làm. Phương Trì cũng cười chỉ lên cái đèn treo trên bàn uống nước. Cái đèn này cậu vô cùng thích. Là Tuần Phấn Cử từ tay mình làm ra từng bước từ một sợi mây, rất đẹp cũng rất tinh xảo. Bảo sao lại khó nhìn như vậy? Ông cụ cũng cười lạnh nhạt. Câu này, Phương Trì lại chép miệng, thẩm mỹ của anh ấy là từ tay bác bồi dưỡng mà. Ông cụ liếc cậu một cái không nói gì, cầm lấy chén uống một ngụm trà. Buổi trưa hai bác cháu mình uống một chén đi. Phương Trì rót trà cho ông, nói sau đi. Ông cụ liếc mắt nhìn cậu, tôi còn có lời muốn hỏi cậu. Bác cứ hỏi đi, Phương Trì cười. Vốn là chuyện này phải hỏi Tôn Vấn Cử, có điều nếu nó đã trốn rồi thì tôi cũng chỉ có thể hỏi cậu. Hôm nay đốt lò, Phương Trì nói, tôi hỏi cậu. Ông cụ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu cũng bắt đầu không có gì vui vẻ. Bán đồ gốm trên mạng là chủ ý của ai? Cháu. Phương Trì không hề suy nghĩ đã trả lời. Đã đầu lắm rồi, sợ cũng đã làm được rất tốt, bác vừa mới biết hả? Không thể nào. Ông cụ có mày, có thể nghĩ ra mấy cái biện pháp tệ hại này không phải Tôn Vấn Cử thì chính là Mã Lượng. Phương Trì cũng không nói gì, một lúc sau mới nhìn ông cụ. Tệ hả? Không tệ sao? Ông cụ nhìn chằm chằm cậu.
Cháu không thấy thế mà. Phương chỉ nói, danh tiếng tăng lên, nguồn tiêu thụ cũng được mở rộng nhiều kênh. Giảm giá trị. Ông cụ hơi tức giận đập bàn. Cậu không thấy giảm giá trị đi hả? Những thứ này đưa lên mạng, người mua được mấy người hiểu, được mấy người có thể thưởng thức. Đây là hai khái niệm khác nhau. Phương Trì cũng bình tĩnh giải thích. Bác có dám nói người tới chỗ của bác đều là người hiểu đồ gốm không? Ông cụ nhìn cậu chằm chằm cũng không lên tiếng. Tuấn vẫn cứ cảm thấy thứ gọi là nghệ thuật cũng không phải chỉ có thể đi theo con đường cao siêu ít người hiểu. Người biết đến nhiều hơn, người thích cũng sẽ nhiều hơn, người yêu thích nhiều hơn, người hiểu cũng sẽ càng nhiều hơn. Ông cụ nhíu mày cũng cười lạnh. Phương chỉ cảm giác không phải ông cụ không nghĩ ra điều này. Mấy năm qua cách nghĩ và cách làm của Tôn Vấn Cử, ông cụ cũng không nhúng tay vào nhiều, như là chấp nhận hoặc như là lời nói nhiều lần. Lần này bực mình cũng chỉ có thể là vì Tôn Vấn Cử đột nhiên làm như vậy, không nói với ông. Bác, Phương chỉ lại rót cho một chén trà. Cho dù đàn ông trường này hay là bán đồ gốm trên mạng, cháu đều biết bác không coi trọng. Nhưng thực sự chính là anh ấy đang làm rất tốt, bác có không coi trọng cũng chẳng thể làm được gì, đúng không? Cậu bây giờ nói năng ngày càng không biết sợ. Ông cụ nhìn cậu, dù sao thì bác cũng không giận thật. Phương Trì cũng cười, sau đó thu lại nụ cười. Sở Tôn Vấn Cử không chỉ là con trai của Tôn Chính Chí, anh ấy là chính mình, không phải cháu muốn chọc giận bác. Nhưng người biết tới anh ấy còn nhiều hơn người biết tới bác, người yêu thích thưởng thức tác phẩm của anh ấy cũng nhiều hơn so với người yêu thích bác nhiều lắm. Ông cụ đặt nặng chén trà trong tay xuống bàn, Phương chỉ dừng lại cũng hơi di chuyển cái ghế về phía ông cụ. Đối tượng anh ấy hướng tới không giống bác, cho nên bác không thể theo yêu cầu của mình để yêu cầu anh ấy được. Đã được mấy năm rồi, bác còn chưa nhìn ra sao? Vẫn chưa chịu thừa nhận sao? Chưa chịu thừa nhận cái gì? Mặt ông cụ lạnh tanh. Thừa nhận Tôn Vấn Cử rất xuất sắc hơn nhiều người so với bác nghĩ. Anh ấy chẳng hề lãng phí thiên phú của anh ấy chút nào. Phương chỉ nói, anh ấy là một nghệ gia có đầu óc buôn bán. Nó mà cũng xứng. Ông cụ vẫn nghiêm mặt, anh ấy đương nhiên là xứng. Phương chỉ nở nụ cười, bác không vui đúng không? Đã không gọi được anh ấy là đồ vô tích sự từ lâu rồi phải không? Tôi nhận ra rồi, hôm nay tôi tới đây là để tìm bực bội mà. Ông cụ thả chén xuống rồi đứng lên. Đừng. Phương Trì cười ngăn ông lại. Bác ngồi thêm một lúc nữa. Cháu đi xem thức ăn làm xong chưa, chút nữa uống chút rượu. Ông cụ cau mày bị cậu ấn trở lại trên ghế thở dài nặng nề. Phương Trì đã khỏi phòng làm việc rồi lại thò đầu nói với một câu. Thực sự. Cái gì? Ông cụ nhìn cậu. Cháu thực sự thích anh ấy như thế này. Phương chỉ nói, bác chắc chắn cũng thích, cứ nhìn như vậy không khó chịu sao? Ông cụ trợn mắt đứng lên, Phương chỉ nhanh chóng đóng cửa rồi nhân tiện sư khóa cửa nói to, cháu quay lại ngay. Vừa tới cuối tuần, người vào núi, người chơi đồ gốm, người leo núi cũng đều đã kéo tới, có khi còn không đủ phòng, cũng phải đặt sớm, nhà bếp hiện giờ chính là lúc bận rộn vô cùng. Có ngay đây, hai món ăn, một món canh. Đầu bếp nhìn thấy cậu vào rồi để nói một câu. Vốn là định làm thêm món nữa mà thực sự là không giúp được. Được rồi. Phương chỉ nói. Thêm cả tài xế thì cũng chỉ có ba người, không ăn được mấy. Ra khỏi nhà bếp, điện thoại Phương chỉ cũng vang lên. Trình Mạc gọi tới. Cậu nghe điện thoại. Lốp xe anh tìm được cho cậu rồi. Trình Mạc nói. Chính là loại to cậu nói. Đừng có nói là nằm một người, kể cả hai người các cậu đi vào làm cùng nhau làm gì đấy thì cũng thừa chỗ. Anh thử rồi hả? Phương Trì hỏi. Có thể có ít tố chất được không? Là anh nói trước mà. Trình Mạc. Ngày hôm nay chuyển qua cho tôi luôn được không? Mai tôi nhờ người treo lên. Chút nữa anh gọi xe chuyển qua cho. Cảm ơn. Phương Trì cười nói. Làm xong rồi thì mời anh với Tiếu Nhất Minh lại đây chơi. Cuối tuần rất nhiều việc, mặc dù có nhân viên phục vụ, viên làm đồ gốm thì có thầy hướng dẫn, bên leo núi cũng có huấn luyện viên, mà thỉnh thoảng vẫn có vài vấn đề. Nhất là bên leo núi bởi vì mới làm chưa được bao lâu, cậu cũng không hay mời huấn luyện viên, người tới nhiều thì chính cậu cũng phải lên, vừa là cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng còn. Buổi trưa ăn một bữa cơm với ông cụ lại hàn huyên thêm một lúc, còn cho ông cụ xem qua mấy món đồ gốm Tôn Vấn Cử bán trên mạng.
chứng minh cho ông cụ thấy những thứ đó cũng không phải là mặt hàng kinh doanh đi theo xu hướng thị trường. Lúc ông cụ đi về vẫn nghiêm mặt, nhưng có thể cảm giác được đã không khó chịu như trước đó. E rằng lúc mới tới cũng chẳng bực dọc là bao, mượn cớ tới hỏi tôi để tìm hiểu tình hình cụ thể mà thôi. Phương chỉ cảm thấy ông cụ ở tuổi này, muốn để ông cụ bỏ mặt mũi xuống không gay gắt nữa thì quá khó, được như bây giờ là tốt lắm rồi. Lúc Tuần Phấn Cử gọi điện thoại tới, Phương chỉ mới từ bên leo núi chạy về phía cổng chính nông trường, vừa chạy vừa gọi điện. Đánh nhau hả? Tuần Phấn Cử ngây người, hay là ăn phở ra lưng tôi? Bản thế sắp bay lên rồi đây này, giờ anh tới em cũng chẳng có thời gian mà làm anh. Phương chỉ nói, bên chú Lượng Tử xong việc rồi hả? Ừ, Tôn Vấn Cử nói, tôi còn nung thêm một bộ cốc, không phải là cần uống cốc uống cây cao hả? Là anh cần mà, đừng có nói là em dùng cái bát là uống được rồi. Là cậu mở miệng ra trước, cậu bảo tôi làm. Còn không phải vì lần nào anh cũng chê cái bát kia hả? Lúc nào về, mới vừa rồi thầy hướng dẫn bảo là hết đất rồi. Ở trên đường, Tôn Vấn Cử nói, tôi mang theo đất đây. Còn bao lâu nữa thì tới? Phương chỉ nhanh chóng nhìn giờ trên điện thoại, chạy tới cổng lớn nhìn thấy xe mang lốp xe tới. Từ xa đã ra hiệu cho công nhân lập tức dỡ đổ xuống. Còn phải một lúc nữa, đến trước buổi tối, nấu hộ tôi ít cháo đi, cháo thịt nạc, trứng bắc thảo. Không muốn ăn thịt nạc, muốn ăn thịt xay. Anh cứ nói luôn là cháo thịt xay trứng bắc thảo là được. Trông nữa em nấu cho anh. Cúp điện thoại rồi mấy nhân viên phục vụ trước đó Phương Trì gọi ra liền đi tới. Anh Tiểu Trì, lốp xe này cũng phải giấu đi hả? Giấu. Phương Trì vung tay lên, phân giấu ở chỗ cũ, sáng mai công nhân lại đây, các cậu mang theo vào núi đi, quan sát bọn họ sắp xếp, anh đưa bản vẽ cho. Không thành vấn đề. Mấy người nhân viên phục vụ lập tức đi tới, đẩy cái lốp xe cao bằng một người này đi theo con đường nhỏ giấu ở trong phía sau nông trường. Ông chủ Tôn thấy rồi không biết là sẽ vui như thế nào. Một cô bé phục vụ cũng ra xem. Mọi người cứ giữ bí mật là được. Phương chỉ nói, chờ anh ấy xem xong rồi, mọi người có thể lên chơi. Này, anh Tiểu Trì, anh nói xem ông chủ Tôn sau khi nhìn thấy xong liệu có thể nào cảm thấy, à, chỗ này cũng được đó, nhập vào thành một hạng mục giải trí bên trong nông trường không đi. Anh ấy mà dám. Phương chỉ nói xong liền chạy về nhà bếp. Tuần Vấn Cử có yêu cầu rất cao về cháo, nhất định phải không nhìn thấy một hạt gạo nào nữa. Sợ phải nấu luôn mới có thể xong lúc hắn về. Khó hầu hạ thật. Phương chỉ một mình bận bịu trong gian bếp nhỏ. Tiểu tử không biết chui vào chỗ nào, cả người dính đầy vụn cỏ đi vào, nằm úp sấp bên cửa phòng bếp. Con chó già. Phương chỉ cầm lấy một quả trứng gà bóc ra cho nó ăn. Hôm nay tinh thần không tệ ha. Cho đi chui vào đống cỏ. Tiểu tử cũng bận ăn trứng gà không thèm để ý tới cậu. Trông nữa mày cũng uống thêm ít cháo đi. Phương chỉ sờ đầu nó. Mày nhìn mày mặt mũi trắng bệch này. Chắc 2 năm nữa sẽ thành một con béo cũng lên. Tuần Phấn Cử vừa mới về. Cũng đầu tiên đi vào phòng tắm gội. Phương chỉ bảo nhân viên phục vụ lấy đất hắn mang về trên xe xuống. Rồi cùng lên tầng trở về phòng. Vừa vào phòng liền cởi áo trên người ra, cứ thế đẩy cửa phòng tắm chui vào. Tổng không phải bảo không có thời gian làm tôi hả? Tôn Vấn Cử vừa mới mở nước, bàng quay mặt lại, quay đầu liếc mắt nhìn cậu. Là không có thời gian làm anh, nhưng sờ mấy cái, liếm mấy cái thì vẫn phải có, thật ra chủ yếu là sợ anh mệt thôi. Một lần là bận mấy ngày. Phương chỉ từ phía sau ôm lấy hắn, liếm liếm trên bả vai của hắn. Tôi cảm thấy cậu còn bận hơn tôi đấy chứ. Tuần Vấn Cử trở tay ra vỗ lên mông cậu, gọi điện thoại có 1-2 lần không nghe. Có việc mà. Phương Trì cười ha ha. Nếu như không có việc em còn có thể chờ anh gọi tới hả? Đã sớm gọi cho anh trước. Bận cái gì? Trước đây cũng đâu có bận như thế, cảm giác cả tháng này cậu bận hơn nhiều, lại còn chưa chóng mất tích. Tuần Vấn Cử lùi vào người cậu, ngửa đầu gối lên vai hướng về phía trước. Nói là cùng bà đồ lên thị trấn còn gì? Phương chỉ hồn lên vành tai của hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng phát hòa theo tai hắn, tay chậm rãi sờ phía bụng. 2 ngày nữa chúng ta vào núi nghỉ ngơi một lúc đi, năm nay quá mệt mỏi rồi. Cho mấy đứa bạn chỉ có mỗi em là tốt nghiệp xong bận như chó, trình mà với Tiếu Nhất mình được trước còn đi du lịch, đúng là làm em tức chết. Ừ,
Tuấn vẫn cứ cũng cười, tôi bảo cậu đầu tiên tìm câu lạc bộ thực tập một thời gian, cậu tự không muốn mà. Anh đã nói là định làm nên núi rồi, em còn có thể không nhắc chứ. Phương chỉ nói, nếu em không tới anh còn phải đi tìm người ngay, ngộ nhớ lại tìm tiểu thịt tươi chân dài nào. Giờ cậu vẫn còn tươi mới lắm. Tuấn vẫn cử trở tay vỗ một cái lên mông cậu, rồi tóm được bàn tay cậu đang lần mò xuống dưới. Không phải cậu sợ tôi mệt hả? Anh, cần tha lòng không? Phương chỉ cười, cậu giúp tôi. Tuấn vẫn cử xoay người dựa lên tường cũng hơi híp mắt lại. Hừ. Phương chỉ áp tới hôn hắn, giày dừa bé nhỏ chậm rãi đi xuống cằm, cổ xương quai xanh ngực, rồi tới bụng dưới, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua bụng hắn. Tuấn vẫn cử ngửa đầu lên nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ bé của hắn xong, Phương chỉ sờ soạng trên eo hắn rồi tiếp tục đi xuống. Tuấn vẫn cử bắt đầu làm nông trường lúc Phương chỉ học năm 2, có điều Tuấn vẫn cử rất lười mà yêu cầu lại rất cao, cho nên cứ làm, dừng dừng mà rằng co rất lâu mới bắt đầu chính thức kinh doanh. Kể từ lúc đó cậu vừa được nghỉ là sẽ trở về hỗ trợ, cho tới lúc cậu tốt nghiệp bắt đầu làm leo núi thì bây giờ cậu cảm giác hai người họ cứ luôn bận bịu không ngớt, chẳng nghỉ ngơi cho tốt được lần nào. Mọi chuyện giờ đã chậm rãi thuận buồm xuôi gió, các hạng mục của nông trường cũng đã đều đi vào quỹ đạo, cậu mới bắt đầu có hơi sức suy tính chuyện đã nghĩ rất lâu này. Lốp xe đã mang vào núi rồi, công nhân lắp đặt xong, nhân viên phục vụ còn chụp cho cậu hai tấm ảnh trông cũng được lắm. Sáng sớm Phương chỉ đầy làm đồ ăn sáng rồi thay hoa bên trong bình hoa phòng ngủ, đi qua đẩy Tôn Vấn Cử vẫn còn đang nằm trên giường. Dậy đi, hôm nay em dẫn anh vào núi chơi. Hôm nay hả? Tôn Vấn Cử chờ mình, hôm nay không có đặt trước gì ít khách, Phương chỉ nói. Anh chẳng lẽ còn định chờ tới cuối tuần mới đi hả? Được. Tôn Vấn Cử ngáp một cái rồi ngồi dậy. Nói trước tôi không leo núi, đi bộ loanh quanh 2-3 vòng là được. Không phải leo núi. Đường đi vào núi, thôn đã bỏ tiền sửa lại, tốt hơn trước đây nhiều. Du khách tới đây cũng ngày càng nhiều. Có điều Phương chỉ dẫn Tôn Vấn Cử đi theo con đường mới sửa một đoạn, liền rẽ vào một con đường nhỏ, lại còn là một con đường bị cỏ dài che mất. Đi đâu đây? Tôn Vấn Cử nhìn qua lốp xe phía dưới. Tôi ở đây đến mấy năm rồi mà còn không phát hiện ra ở đây còn có một con đường như này. Đi về phía trước một chút chính là con đường ngày trước chúng ta đi. Đi bên này có thể đi được một đoạn đường dễ đi. Phương chỉ kéo tay hắn. Bên này không dốc lắm, cũng không cần leo núi. Đi đâu? Đi đâu? Tuấn vẫn cứ tiếp tục hỏi. Đi... Phương chỉ cười quay đầu lại. Em có thứ này tặng anh. Không lễ không tế sinh nhật hai chúng ta thì đã qua được một người rồi chưa tới. Cậu tặng cái gì? Đã muốn tặng lâu rồi, chỉ là vẫn luôn chẳng có thời gian làm. Em đã nghĩ tới mấy năm rồi. Tuấn vẫn cứ nở nụ cười. Tôi biết ngay là cậu vẫn luôn nghĩ chuyện mua nhà mà. Không mua nổi. Phương chỉ nói. Cho nên không phải là cậu xây căn nhà trong núi cho tôi ở chứ? Phương chỉ cũng cười vui vẻ. Không. Theo con đường nhỏ đi vào một lúc, Tuấn Vấn Cử nhìn thấy con đường cũ trước đây vào núi, đi lên trước nữa, Phương chỉ không đi vào con đường lên núi mà lại rẽ sang theo hắn ra sau núi. Phía trước có phải là mảnh đất nhà các cậu đúng không? Tuấn Vấn Cử hỏi. Hừ, vẫn luôn để hoang không ai làm gì. Cậu làm gì ở đó? Chốc nữa rồi anh sẽ biết. Càng đi về phía trước càng có nhiều thay đổi. Con đường này tới chỉ có mảnh đất hoang của nhà Phương chỉ cho nên cơ bản sẽ chẳng có ai tới đây. Lối nhỏ trước đó bị đạp lên cũng đã chẳng nhìn rõ. Nhưng hiện giờ đất dưới chân lại bắt đầu xuất hiện những hòn sỏi nhỏ, màu sắc rực rỡ, lót không dày, mà xếp ra được một con đường nhỏ rộng nửa mét. Tuấn vẫn cứ không nói gì, đi chưa bao xa, hắn lại thấy cỏ dại ven đường đều đã được cắt tỉa qua, thậm chí liếc mắt một cái có thể nhìn ra được vết tích có người mới trồng. Cậu, Tuấn Vấn Cử không nhìn được lên tiếng nhưng ngay sau đó lại bị Phương chỉ ngắt lời. Đừng nói. Mùa hè trong rừng rất mát mẻ, gió nhẹ nhẹ, đường đá dưới chân rắc đầy vệt sáng lốm đốm, trông an tĩnh và thư thái. Đi theo con đường nhỏ này đi tới cuối, Phương chỉ dừng lại. Tới rồi. Tuấn Vấn Cử vẫn luôn cúi đầu nhìn đường, giờ cũng mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn sang liền ngây ngẩn cả người.
cả buổi mới thốt ra được. Đây là gì? Đây là vườn hoa em tặng anh. Phương chỉ đi tới phía sau hắn, hai tay ôm lấy hắn chậm rãi đẩy về phía trước. Trước đây anh đã nói còn gì, muốn một căn nhà trồng rất nhiều loại cây loại hoa, trồng hoa linh lan không cần bỏ vào chậu, dùng lốp xe là được. Tuấn vẫn cử không nói gì. Đây là mảnh đất trống bền rìa rừng trúc đá được dọn dẹp, vây quanh là hàng rào trúc nho nhỏ. Theo cửa nhỏ trên hàng rào trúc đi vào là một vườn hoa nho nhỏ trên đất trồng cỏ, rồi dùng đủ các loại lốp xe to nhỏ lấp đầy vào trồng đủ các loại hoa cỏ. Một vòng chính giữa đều là hoa linh lan đã nở, mỗi lúc gió thổi tới sẽ nhẹ nhàng đung đưa. Bên cạnh còn có một cây giá, là giá sắt hàn thủ công, phía trên là mấy sợi dây xích treo lên một cái lốp xe rất lớn. Đây là xích đu hả? Tuấn vẫn cứ hỏi. Coi như vậy đi, cũng là võng cũng được. Phương chỉ kéo hắn tới, xem ai có thể nằm được, ngồi cũng được. Chính giữa lốp xe là dùng dây leo núi đan vào nhau tạo thành một cái võng, vứt vào mấy cái gối nhỏ dày nềm, trông rất thư thái và thoải mái. Cậu làm hả? Tuấn phấn cử nhìn khu vườn nhỏ xuất hiện như thể trong mơ trước mắt, có hơi chưa tỉnh táo lại. Toàn bộ những thứ này, giờ này cậu đang làm những thứ này? Cũng không phải hoàn toàn, em bảo mấy đứa phục vụ Tiểu Trần giúp mang vật liệu vào lốp xe với... lại sỏi đá nhỏ gì đó bọn họ giúp em vận chuyển vào. Cái giá có lốp xe lớn là tìm người trong thôn hàn cho. Phương chỉ cười nói. Người ta còn tưởng là năm trường của chúng ta muốn xây dựng thêm kia. Thật ra cũng không khó, vốn là định làm lớn hơn một chút. Nhưng cảm giác lại không kịp. Sợ em sợ qua mất mùa hoa linh lan nở. Tôn vẫn cử quay đầu lại nhìn cậu. Có điều mùa linh lan nở qua thật rồi cũng không có việc gì. Phương chỉ kéo hắn đi tới đủ loại xốp bày, trình thành nhiều dạng. Em tới chợ hoa cây cảnh hỏi người ta đã phối cho em. Hoa gì cây gì có thể thay phiên nhau nở thế Tết. Cây này tàn thì cây kia nở. Cậu được học được lá màng thế ở đâu chứ? Tuấn vẫn cử cười, nâng mặt cậu lên rồi nhìn chăm chú rất nghiêm túc. Trước đây đâu có phát hiện ra. Em cũng không học, cũng không định làm lá màng gì cả. Em chỉ nhớ ánh mắt anh lúc nói muốn có một khu vườn như thế. Em cảm thấy anh thực sự muốn có một nơi như thế. Vừa mới đầu em định là mua một căn nhà có sân, nhưng mà thế lại phải chờ rất lâu, nên với suy nghĩ trước tiên làm như vậy đã. Vốn còn định đặt bàn ghế, mà chỉ có loại bàn ghế sắt mỹ nghệ kia là để được ngoài trời. Anh còn bảo là thứ sắt kia xấu nhất nên em không làm, chờ cho anh quyết định. Tồn vẫn cử ôm lấy cậu, cúi đầu vùi hai mắt lên vai cậu. Cậu thực sự là... Mảnh đất này của nhà em mà gần ven đường hơn là tốt rồi. Thế nhưng như này cũng tốt, yên tĩnh. Cách nông trường cũng coi như không xa lắm. Phương chỉ ôm lấy eo của hắn. Lần sau anh tìm cảm ứng có thể tới đây một lúc. Anh không phải vẫn luôn chê chỗ nông trường ồn ào quá hả? Ừ. Tuấn vẫn cử đáp. Cảm động lắm đúng không? Phương chỉ cũng bật cười. Chính em cũng cảm thấy rất tốt. Làm thành như vậy em cũng thích lắm. Ừ, cảm động. Tuấn vẫn cử gật đầu. Thích không? Phương chỉ hỏi. Thích. Tuấn vẫn cử đưa tay cày lên trán cậu. Thích cực kỳ luôn. Phương chỉ sờ lên trán. Chỉ cần yên ổn cùng em già đi là được. Giờ không phải là đã cùng nhau già được mấy năm rồi đấy thôi. Tuấn vẫn cử tặc lưới quay người đi về phía lốp xe to. Nằm lên trên cầm lấy gối nhét xuống dưới đầu. Con trai, lại đây lắc cho ba nào. Vâng. Phương chỉ cười rồi chạy tới. Hoàn. Như vậy là câu chuyện Phi Lao Hành Quyền tới đây thì mình đã đọc xong và kết thúc để các bạn nhé. Và chúng ta cùng chờ đợi các câu chuyện mới trong khung giờ của tác giả Vũ Chít 20 giờ hàng ngày trên audio Đam Mỹ Tưởng Chuyện. Chuyện gì thì bây giờ thì mình cũng chưa biết nữa. Để mình ngủ sau một giấc coi thiên hạ thái bình rồi mình sẽ chọn một câu chuyện nào đó của tác giả Vũ Chít để đọc tiếp. Cho nên là gửi lắm. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện sau. Cảm ơn các bạn đã đu bộ chuyện này trong một thời gian hơi dài. Xin chào.